chào quý vị trở lại với chương trình làm đẹp của công ty dược mỹ phẩm Forever Be more thì ngày hôm nay ngọc nhi muốn chia sẻ với quý vị về sức khỏe à, quý vị thấy đó trong những năm qua đó là những cái dịch bệnh nè rồi um, sau khi dịch bệnh đó thì cái đề kháng cơ thể chúng ta dường như là mất đi rất là nhiều bản thân ngọc nhi cũng vậy và rất là nhiều bạn bè người thân cô chú bác anh chị và khách hàng giống chung ngọc nhi là sau khi mình dính covid xong đó cái cơ thể mình nó khác nhiều lắm quý vị à, mình làm việc mình dễ bị mệt hơn mình dễ bị ho hơn nhiều khi một lần bị ho đó ho mấy tháng mới hết rồi um, dễ nhiễm bệnh khác và có những người đó quý vị không thậm chí là mình sau khi mình chích ngừa covid nhiều rồi đó thì mình lại chích vài mũi rồi đó là hay quên và cơ thể mình cái đề khác nó mất rất là nhiều nó không bị covid nhưng mà nó dễ bệnh những cái bệnh khác như là những người có bệnh gan tiền sử thì mình lại bị phát lên thêm nặng nè hay là những cái ung thư cũng nhiều đi nó tóm lại là cái đề kháng trong người mình nó thay đổi hết rồi thì ngọc nhi chứng kiến nhiều về bản thân mình ngọc nhi có bị covid một lần đó ngọc nhi tưởng ngọc nhi không gượng được nữa luôn rồi thở không được nói chuyện không được sốt lưu bù mấy ngày và thấy khoảng 6 tháng sau khi ngọc nhi khỏe lại rồi đó Covid thì khoảng qua 2 tuần của vị khỏe hẳn rồi. Nhưng mà cái di chứng của nó đó là kéo đến từng 6 tháng sau. Ngọc Nhi vẫn còn mệt bằng cách là hồi xưa đứng nấu ăn cho gia đình đó. Ngọc Nhi nhiều khi nấu ba bốn món cho các con luôn. Bây giờ cứ làm nửa tiếng xong là Ngọc Nhi phải ngừng lại ngồi thở. Rồi chút là nấu tiếp chứ không đứng suốt được nữa. Và công việc cũng vậy, sức khỏe xuống thấy rõ. Đó là cái di chứng của cơ thể chúng ta bị mất đề kháng rất là nhiều thì khi chúng ta bị mất đề kháng đó chúng ta làm sao để khỏe nó lại thì thưa quý vị trước covid gặp như có một cái sản phẩm ra thị trường đó cách đây dường như là cũng 6-7 năm rồi đó là mekabu drinks thì trước covid đó quý vị biết rằng cái sản phẩm đó ngọc nhi bá không có nhiều với lại thời điểm đó người ta chưa biết nhiều và cái điều đặc biệt nữa là gần đây nhất là trong những tháng vừa qua cái số lượng bán đó nó tăng gấp ba bốn chục lần và cảm như không có đủ tàu về để mà để mà cung cấp cho quý vị là tại sao bởi vì thưa quý vị đây là một cái sản phẩm mà nó tăng cái đề kháng quý vị gấp 400% cái thời điểm covid đó quý vị biết cộng như có rất là nhiều người khách hàng nói rằng chị lạ một cái là trong nhà chị mấy người bị nhiễm mà chị không có bị nhiễm mà chị không biết tại sao hết chị mới sực nhớ tới đó là chỉ uống cái mekabotrin này một tuần hai ba chai mà uống suốt mấy tháng nay cả năm nay rồi uống để trị bệnh nám uống để trị nám thôi mà không nghĩ rằng nó lại tác dụng như vậy rồi có những người nói rằng là tôi uống để tôi ngăn ngừa ung thư tái phát đừng có bị di căn mà tôi lại cũng được cái đề kháng rất là khỏe và ngọc nhi thật sự thưa quý vị chính bản thân ngọc nhi đã chứng kiến rất là nhiều ngày hôm nay em chia sẻ với quý vị tại sao quý vị cần cái này và những ai cần cái này và chúng ta nên có cái sản phẩm này để giữ trong cái future trong cái tương lai. Quý vị không có bị những cái bệnh về virus nó xâm nhập được đường thở quý vị. Thứ nhất, trở lại cái lịch sử của sản phẩm này. Đây là cái sản phẩm được làm từ ba cái chất mà đứng đầu thế giới. Thứ nhất, đó là fucodan. Fucodan là gì? Fucađan là một cái chất mà người ta lấy ra từ cái tảo nâu trong cái cây tảo nâu nó có cái chất fucađan. Thì ngày xưa người ta, người một số nhà buôn bán vô lương tâm, người ta gạt quý vị là cái chữ fucađan là trị ung thư. Nhưng fucađan không có trị ung thư, nó chỉ ngăn ngừa tế bào ung thư không có lây lan được, không có phát triển được mà thôi. Nhưng nó gạt quý vị là một số nhà buôn bán có lương tâm họ gạt quý vị thì sau khi ông nhi tìm hiểu và ở bên nhật họ đưa phiên bản thành phần thì thưa quý vị trong cái hộp của mấy cái buôn công ty đó thứ nhất là fukadan cái hàm lượng cực kỳ cao tới 1.500 mg trong một viên quý vị uống các loại khác nó bán thị trường á, một viên nó có hai ba trăm mà mg đó Fukodan. còn lại nó hầu như là các vitamin không à còn trong này đó cái fukadan không đó nó là lá 1500 mg. Nó kết hợp với hai cái loại đặc biệt nhất mà cứu quý vị là cái này. Thứ nhất là bào tử nấm linh chi, thứ nhì là bào tử nấm thái dương. Bào tử là gì? Bào tử là những cái phấn hoa, những cái phấn những cái nhụy nó nằm ở trên cái mặt của cái, của cái cái nấm đó. Nó có cái hàm lượng cực kỳ mạnh và khó lấy. Người ta phải lấy lúc cái nấm còn tươi vừa hái vào mới lấy được. Thì 1 ngàn ký lô nghĩa là một tấn nấm tươi mới lấy ra được một kg lô bào tử mà thôi. Một tấn nấm mới lấy được một kg lô bào tử. Thì ra một tấn nấm linh chi đó, hỏi một ký lô bào tử này họ bỏ chỉ cần một tí xíu vào trong cái chai quý vị thôi. Thì cái đề kháng quý vị nó cắt gấp 400 lần cái đề kháng nó cao và nó giúp quý vị khi đề kháng mình cao đó thì các virus đó nó không có xâm nhập được vào cơ thể quý vị. Thứ nhì là bào thử nấm thái dương. Nấm thái dương được mệnh danh là thần dược của sức khỏe và nó chặn ung thư. Nó ngăn ngừa tế bào ung thư không có được lây lan, không phát triển và nó block lợi các cái mạch máu của ung thư mà nó đang ăn luồn ruồn ruồn của cơ thể quý vị. Để nó chặn lại thì hai cái này nó kết hợp với lại tinh chất tươi của tảo nâu thì nó giúp cơ thể những người đang ung thư mà đang xạ trị quá trị đó thì họ sẽ được hỗ trợ cực kỳ mạnh để tế bào ung thư nó tự diệt nó teo nhỏ dần thứ nhì nếu đã xạ trị quá trị rồi thì nó giúp cái sự lây lan sẽ không có xảy ra nó ngăn ngừa được cái di căn bởi vì cái bào tử nấm thái dương nó giúp tế bào ung thư tự diệt hồi từ cái mầm móng đầu tiên rồi cộng với là cái tảo nâu Fukeda nữa rồi cộng với cái linh chi nó làm cho người ta tăng đề kháng nữa và các chất sau đó là các chất gì đầu tiên nhất là fiber fiber là gì fiber là một cái chất nó làm từ mà rau củ quả chất xơ để nó giúp cái đường ruột của vị tốt nó giảm cholesterol nó kiểm soát lượng đường trong máu và nó hỗ trợ quý vị không bị tăng cân. Rồi vitamin C nè là ngăn ngừa chống miễn dịch nè. Vitamin E nè cũng là miễn dịch nè. Trong cái loại này đó thì vitamin E trong này nó giúp là giảm bệnh hen suyễn, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng, đặc biệt là giúp cái bệnh điều trị gan nhiễm mỡ. Rồi thiamin, thiamin là gì là cái vitamin B1. Nó ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh đục thủy tinh thể nè bảo vệ khỏi bị lão quá nè rồi nó giúp mình đầy năng lượng nè rồi b 2 là giúp cho mình phục hồi cái chứng bệnh đau nửa đầu nè giữ cho màng nhầy trong ruột mình tốt nè giảm rụng tóc nè rồi b 3 cũng là tiểu đường nè hỗ trợ tiểu đường tốt nè không bị nhiều nè cung cấp năng lượng cơ thể nè tăng cường chức năng não nè cả thiện electron nè rồi cái hay nhất của nó đó là cái loại nấm linh chi nè nấm đông trùng hạ thảo nè Quý vị biết không? Trên hình đó, đây là cái hộp của nó có 10 chai. Thì trong 10 chai này đó, quý vị biết đó là nó cực kỳ tốt. Cực kỳ tốt. Một tuần đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 chai. đó Nếu bố mẹ quý vị là những cái người lớn tuổi mà hay bị bệnh đó, thì đây là một cái chất mà quý vị rất là cần để cho giúp cho người già đó là người ta cảm thấy là khỏe hơn à, không có bị mệt không có bị lừ đừ Thưa quý vị ha rồi cái mekabu này đó những cái thành phần của nó đó thì nó có tác dụng chống ung thư nè ha rồi à, ngăn chặn cái di căn nè ha rồi à, bằng cách là như vậy thưa quý vị là với cái hàm lượng đậm đặc đó thì cái lượng bào tử này đó nó sẽ giúp quý vị ngoại trừ cái bệnh sơ cứng động mạch nó ngăn ngừa được nó giúp giảm mỡ máu và cái hay nhất của nó đó là nó một cái loại thực phẩm mà, mà làm thuốc đó là nó tác dụng chống khối u rất mạnh thông qua cách nó nâng cao hệ miễn dịch. Cái nấm này đó quý vị, nó chẳng những nó không có tác dụng thường đâu mà nó tác dụng các ung thư thể rắn mà nó còn tác dụng ung thư biểu bì nữa như là ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư gan. Rồi nó hỗ trợ cái bệnh viêm gan thì theo nghiên cứu đó các nhà nghiên cứu cho rằng cái nấm này nè quý vị cái nấm mà aradicus pleasure này đó tác dụng của nó là giúp tăng cường miễn dịch nhờ cái chất beta glucan trong đó giúp gia tăng sự sản sinh một cái chất gọi là interferon cái chất này đó nó chống virus tự nhiên không xâm nhập cơ thể quý vị được và đồng thời đó theo nghiên cứu lâm sàng đó thì các bệnh nhân ung thư đó nó sẽ chặn lại các mạch máu cắt cắt cái sự ăn ruồng của ung thư để không lây lan chỗ khác được thì những đối tượng cần cái này là ai? Thứ nhất là người lớn tuổi hay bị bệnh đề kháng yếu. Thứ nhì là những anh chị làm thợ neo, làm nghề neo hoặc những cái nghề mà có ở môi trường độc hại như là những cái hãng xưởng độc hại. Thứ ba là những gia đình mà có người thân làm construction, nó constructor đó là bụi bậm suốt ngày độc tố từ cái cái mình làm ở trong cái môi trường bụi bậm bên ngoài hay là trong những cái ngôi nhà cũ đó, đó quý vị. Và cuối cùng nó là cái gì? những nạn nhân ung thư và đã điều trị rồi đang sợ đang chờ lo sợ nó bị di căn trở lại thì ngoại trừ chức năng đó trong này nó vô tình nó có cái hàm lượng hyaluronic rất là cao mà cái hàm lượng này đó nó là làm trắng da cho nó những nạn nhân bị nám thâm sâu nám thâm cái mặt mình thì cái chất này nó làm quý vị trắng da tự nhiên bằng hyaluronic acid nó giúp rắn da toàn thân và làm mờ các đốm nám và màu trên da. Cục như rất là cảm ơn quý vị, bởi vì gọi liền bây giờ nha, một tám 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 chín ba ba bảy để được mua một hộp tặng một hộp nhớ nha quý vị nha, một hộp dùng được 4 đến 5 tuần lễ lận. Cục như rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng công ty Biumore, đã tin tưởng Ngọc Nhi trong suốt 15 năm qua. À, trước khi kết thúc, tôi xin kính chào quý vị một ngày thật vui bên gia đình và người thân. Hẹp lại quý vị trong chương trình kỳ tới những tiết mục hay hơn. Xin kính chào quý vị.